Đây là cú sốc đầu đời trong cái công việc nuôi tầm của ông anh ấy. Còn có ngày nữa thôi là lượm lúa được rồi mọi người. Bắt đầu là mua cái lưới về dải lên để mà cho tầm nó leo lên rồi bắt ra né để tầm quấn kén. Thì dải chưa đầy 10 phút thì tầm nhà nó bị như thế này này. Chờ lúc mà dải á, chờ cỡ khoảng vài phút mà không thấy tầm nó leo lên, nhưng mà nó đã chín rồi. Thì á, anh em mới thắc mắc, ủa tại sao mọi người nói là dải là nó tự bò lên mà sao mít mà không có bò. Và đây cũng là lần đầu tiên, đứa đầu tiên mà anh em nuôi luôn á, thì nó bị như vậy. Tức là thấy cái hiện tượng là nó lạ quá thì cứ lo rũ cái lưới ra. Thì thấy toàn bộ ở dưới nó đơ hết, thì sau 10 phút là nó chết nghẹo hết. Mà những cái con mà nó chết là nó còn bị đen thui, xong rồi nó còn đái tùm lum lên nhau. Sau khi dọn hết ra thì một bên là nó chết, nó còn một bên là nó cũng bị ảnh hưởng. Thì nó cũng chết nhưng mà nó chết ít hơn. Mà đáng buồn là cái bên mà nó chết hết toàn bộ thì nó lại mọc và nó đều hơn và nhiều con hơn. Còn cái bên kia thì nó còn được ít lé vậy ạ, có nhặt tay được ít xíu vậy thôi. Buồn quá trời buồn. Mọi người lưu ý nha, khi mà mình mua lưới á, thì hãy mua ở cái nơi mà người ta chuyên bán dụng cụ để cho tầm. Chứ còn nếu mà mua ở ngoài tạp hóa và ở ngoài đó người ta có chuột bọ rồi dán giết nhiều, người ta xịt tùm lum hết trơn á, đó là vô nó tầm của mình chịu không nổi đâu, nó chết ngay. Trời ơi, chứ tầm đẹp từ đầu đến cuối không có bị sao hết mà. Vì đặt cái lưới lên nó có thuốc thôi. Kiếp nạn số 81 của Đừng Tăng không tránh khỏi. Đến ngày lượm lúa rồi mà còn không lượm được nữa mọi người ạ. Mà cũng không hiểu là người ta xịt cái thuốc gì mà nó kinh khủng như vậy á. Vừa mới đặt một chút xíu thôi mà nguyên một hộp tầm là đi đứt luôn. Trời trời, thuốc gì oái âm ghê luôn á. Mấy cái con mà nó còn khỏe là vô. Đây nè, con này nè. Mấy con mà nó ấy à? Mấy cái con mà nó đen thui là nó chết rồi đó. Con này mà đúng không con? Vẫn còn sợ đúng không? Thật ra cô giờ cô bác vẫn còn sợ mà. Cô vẫn còn hơi sợ đó. Này hư cho những cái đít nó bị con khác đái lên á. Cái đầu con này lạnh quá rồi, con này lạnh quá được bỏ đi rồi. Nó bị con khác nó đái lên nữa. Con khác chơi mà nó đâu kiểm soát được đâu, nó muốn chết hết không cần. Anh ơi, nó những con tằm mà bị con khét đái lên nên nó có sống được không? Mấy cô chú cô bác á, bán hàng á, bán mấy cái lưới này để người ta về nuôi gia súc động vật á, xịt ít ít thôi chứ xịt nhiều quá thì những cái con vật nó cũng không có sống nổi. Mà ngay cả cái người bán hàng á, hít phải á, thì lâu dài nó cũng không có tốt, nên mình hạn chế đừng có dùng cái thuốc đó nữa nha. Cái thuốc này nó tức thì mà nó đặt